man, SS2. Năm ngoái mình cũng lại đây mấy lần. Chỗ này uy tín, bảo đảm chất lượng. Đây mắc nhưng mà chất lượng. Kia muốn ăn nữa mà nó chưa có, chút nữa mới có. Ừ, nó mới mở cửa mà. Ừ. Lacton 88 gai đèn. Fan tới tuốt trong này luôn. Quá chừng lội luôn nè. Hình như đây thấy Blackton là mắc nhất, 88 ringgit 1 ký. Qua trong chợ local mình mua là 48 ringgit 1 ký. Gần như là nửa giá luôn. Nhưng mà cái loại kia. Cái này là tiễn.
chơi. Ngon quá ăn chơi. Nó béo mà không có ngọt lắm. Cho hôm nay mà trái thứ tư đi 24 hả? Yeah, one. Lấy chai nước luôn. Chai này có 42 ringgit à. Ừ. Cái này là có 30 mấy đồng tí à. Cho em thử cho nghe. Nghĩ là cái này em thích hơn. No quá. Ngọt và béo. Cái vị khác nhau chứ không phải là
không phải là nó rẻ tiền mà nó không ngon. Không biết diễn tả sao mà ngọt hơn, ngọt. Khó cần đem tiền mặt, đem thẻ là được rồi. Một người ăn được bao nhiêu trái nè? Cái này là ta mới mở nha, 12 giờ ta mới bắt đầu ta mở. Nãy giờ mở được nửa tiếng. Sao? Nãy giờ ta mở được nửa tiếng. Vô đi restroom. Đây ta ship. Ta ship đi mấy cái nước khác đi. Vỏ sầu riêng nè. Thank you.